Khoan Bớt được biết đến là một trong những YouTuber với những video làm về ẩm thực lạ lẫm, các món ăn đắt đỏ ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Thế nhưng gần đây, anh chàng vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều trong một video review nhà hàng ở Kyoto, Nhật Bản. Cụ thể, YouTuber này đã đặt tiêu đề của video là phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn, sử dụng thơ nai là hình ảnh một người phụ nữ Nhật đang quỳ gối trước mặt mình. Điều này gây ra tranh cãi bởi nhiều người cho rằng việc làm này là giật tiết le câu di, thể hiện thái độ coi thường phụ nữ. Cùng với rất nhiều bình luận phản ứng của cư dân mạng thì mới đây, siêu đầu bếp Giỏi Quốc cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước điều này. Giỏi Quốc là một trong số những đầu bếp nổi tiếng tại Việt Nam. Anh từng có nhiều câu nói và chia sẻ đắt giá trong nghề làm đầu bếp nói riêng và trong lĩnh vực ẩm thực nói chung. Bên cạnh đó, Giỏi Quốc cũng từng tham gia vào nhiều show ẩm thực lớn nhỏ. Chân dung đầu bếp Giỏi Quốc. Vì đây nhất, anh đã có những quan điểm rất gay gắt trên Facebook cá nhân về video mới của Khoa Bớt. Mở đầu bài viết, Giỏi Quốc chia sẻ, xã hội giờ công nghệ nói làm hư rất nhiều kẻ rẻ tiền, chỉ vì sống và mưu sinh với những lượt xem lượt like trên YouTube, Facebook mà cố tình bán rẻ nhân phẩm mình để đạt được. Bên cạnh đó, Giỏi Quốc cũng thể hiện thái độ bức xúc của mình vì không đồng tính với cách Khoa Bớt giật tiết le quỳ khóc dưới chân cùng việc dùng hình ảnh nữ phục vụ người Nhật làm ảnh đại diện cho video. Trong bài viết của mình, có thể thấy đầu bếp đã dùng nhiều câu chữ có phần gay gắt như muốn tán vào mặt, không đáng mặt đàn ông, vô văn hóa. Thậm chí Giỏi Quốc còn cho rằng những ai like hay subscribe kênh YouTube của Khoa Bớt đều đáng bị loại. Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng này đã nhận được nhiều bình luận từ bạn bè lẫn cư dân mạng. Chờ, mờ, em cũng thấy giận. Chờ, nguyên, em cũng không hiểu được khi tình thế đã như vậy còn không thương người ta, mà đằng này cố tình giết tiết le để giật tiết le kiếm tiền trên sự hạ nhục hả hê thì đây rõ là cố chứng tỏ mình gai nhưng thật ra rất dốt nát. Mờ, sợ. Nguyên, cá nhân em cũng không thích bạn này. Tờ, ca, đúng là mất mặt đàn ông quá, lại còn quay lên nữa thì đúng là bó tay. Không hiểu nổi con người này, cười trên nỗi đau người khác thì tạm biệt sớm, đỡ đau đầu. Bên cạnh đó, vẫn có một vài ý kiến cho rằng nội dung clip không có vấn đề gì cả, nếu như xem hết toàn bộ thì sẽ hiểu được rõ ràng hơn. Phương Bờ. Tờ, vậy là anh chỉ đọc tiết le rồi, cái clip lúc xem hoàn toàn không hề có mục đích xấu, còn lý giải chị gái người Nhật có hành động tốt như thế nào và việc tôn trọng phụ nữ là nét văn hóa của người Nhật nữa. Nên xem hết để đánh giá khách quan hơn. Bờ, cờ, lờ, theo như clip mình xem thì Khoa Bớt ăn ở nhà hàng thuần Nhật và có lịch sử lâu đời. Nhà hàng này phục vụ theo kiểu truyền thống xưa và kiểu ngồi quỳ gối là kiểu ngồi của người Nhật nói chung. Thường thì phục vụ các samurai thì giống như clip, phải quỳ và phục vụ từng món kỹ càng như vậy. Đôi khi đó cũng là một nét lịch sử của Nhật, còn câu chuyện qua khi quỳ khóc dưới chân thì coi clip sẽ hiểu. Quỳ ở đây là nét phục vụ, khóc là khi người phụ nữ thấy cameraman không ăn cùng và chỉ đứng quay cô ta không biết là cameraman đang quay clip nên chưa ăn được, nên cô ta nghĩ phụ nữ ở đâu cũng không được bình đẳng nên bức xúc và khóc do tư duy từ xưa và các cô này cũng là tầng lớp lớn tuổi. Bởi xưa ở Nhật phụ nữ luôn phục vụ cho samurai hết sức không bình đẳng. Nói chung Khoa Bớt khi tiết le có phần phản cảm nhưng đôi khi chúng ta cần nhìn vào nhiều khía cạnh để hiểu hơn. Hiện tại, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh clip này của Khoa Bớt nhưng anh chàng vẫn giữ thái độ im lặng.